Du khách quốc tế choáng với sắc màu độc lập ở Việt Nam, mong ngày nào cũng là quốc khánh. Xin chào các bạn thân thiết của Việt Nam Stronger. Các bạn thân mến, để đón chào ngày quốc khánh mùng 2 tháng 9, khắp đường phố Việt Nam khoác lên mình màu áo quốc kỳ, một diện mạo hoàn toàn mới mẻ và rực rỡ. Những ngày này, các thành phố không chỉ là nơi diễn ra các hoạt động kỷ niệm trọng đại mà còn trở thành một bức tranh sống động đầy sắc màu độc lập, thu hút sự chú ý và ngưỡng mộ của không ít khách quốc tế. Như Marcus Lacey, một người nước ngoài đã sống và làm việc tại Hà Nội gần một thập kỷ, hiện đang có mặt tại thủ đô Hà Nội với tâm trạng háo hức và đầy niềm vui. Đối với Marcus, Hà Nội không chỉ là nơi làm việc mà còn là quê hương thứ hai. Là một nhiếp ảnh gia đam mê và tâm huyết, Marcus luôn tìm cách ghi lại những khoảnh khắc đặc biệt trong cuộc sống của thành phố mà anh yêu quý. Dịp quốc khánh năm nay, Marcus đã không bỏ lỡ cơ hội để chụp những bức ảnh tuyệt đẹp, ghi lại sự lung linh và khí thế của lễ hội. Trong con mắt của Marcus, Hà Nội vào dịp quốc khánh là một cảnh tượng kỳ diệu. Những lá cờ đỏ sao vàng phấp phới bay trên khắp các con phố, trên các tòa nhà cao tầng và ngay cả trong những khu vực công cộng, tạo nên một không khí lễ hội đặc biệt. Được trang trí với nhiều chậu hoa rực rỡ, các con phố được trang hoàng tươm tất hơn, dường như trở thành một bức tranh sắc màu sinh động. Marcus chia sẻ, "Hôm nay tôi đã chụp rất nhiều bức ảnh đẹp về cảnh mọi người đi dạo trên phố, xung quanh là hàng loạt lá cờ Việt Nam và những chậu hoa được trang trí tỉ mỉ. Mọi thứ trông thật lôi cuốn và tuyệt vời. Đây là một dịp đặc biệt không thể bỏ lỡ." Những bức ảnh của Marcus không chỉ đơn thuần là hình ảnh mà còn là những tác phẩm nghệ thuật phản ánh sự hòa quyện của truyền thống và hiện đại trong không khí lễ hội của Hà Nội. Mỗi bức ảnh là một câu chuyện, một thông điệp về tình yêu quê hương và lòng tự hào dân tộc. Marcus đã đưa vào những bức ảnh của mình không chỉ là những khoảnh khắc đẹp mà còn là sự cảm nhận sâu sắc về tinh thần độc lập của người dân Việt Nam. Bên cạnh Marcus, còn có một du khách quốc tế khác, David Lang, một họa sĩ người Mỹ, đã chọn Hà Nội làm điểm dừng chân trong dịp quốc khánh để tìm kiếm cảm hứng cho tác phẩm nghệ thuật của mình. David không phải là người xa lạ với Việt Nam, nhưng mỗi lần trở lại, anh lại tìm thấy những điều mới mẻ và ấn tượng. Lần này, anh đặc biệt ấn tượng với hình ảnh lá cờ Việt Nam đỏ rực rỡ, một biểu tượng của niềm tự hào và sự độc lập. David tâm sự, màu đỏ ngập tràn thành phố khiến tôi cảm nhận rõ ràng lòng yêu nước và tự hào của người dân Việt Nam. Được đắm chìm trong sắc đỏ của Hà Nội khiến tôi cảm thấy rằng dù Việt Nam ngày càng hiện đại và phát triển mỗi ngày, người Việt vẫn luôn trân trọng quá khứ cũng như trân trọng nền độc lập của đất nước mình. David đã dành thời gian để đi dạo quanh thành phố, quan sát và cảm nhận không khí của lễ hội, những gì anh thấy đã trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho tác phẩm của mình. Bức tranh của David không chỉ đơn thuần là một tác phẩm nghệ thuật, mà còn là một cách thể hiện sự trân trọng đối với nền độc lập và lịch sử của Việt Nam. Anh nhận thấy rằng, dù Việt Nam có thể thay đổi và phát triển theo thời gian, nhưng tình yêu quê hương và lòng tự hào về nền độc lập vẫn là những giá trị không bao giờ thay đổi. Các bạn trẻ quốc tế học xa nhà như Sai Nhã Khan cũng không bỏ lỡ cơ hội để tìm hiểu về văn hóa và lịch sử Việt Nam trong dịp quốc khánh. Sai Nhã Khan chia sẻ, ngoài việc tìm hiểu về ngày quốc khánh của Việt Nam, mình cũng muốn khám phá thêm về các sự kiện và lịch sử khác của Việt Nam để chia sẻ thêm cho các bạn Lào. Ngày quốc khánh mùng 2 tháng 9 của Việt Nam không chỉ là dịp để người dân trong nước kỷ niệm và tự hào về nền độc lập, mà còn là cơ hội để bạn bè quốc tế trải nghiệm sâu sắc hơn về văn hóa và con người nơi đây. Trong không khí hân hoan chào đón ngày lễ, khắp mọi nẻo đường khoác lên mình một diện mạo mới mẻ và rực rỡ, trở thành một bức tranh sống động đầy sắc màu độc lập. Những lá cờ đỏ sao vàng phấp phới bay trên khắp các con phố, từ những tòa nhà cao tầng đến các khu vực công cộng, tạo nên một không khí lễ hội đặc biệt. Thành phố không chỉ chào đón người dân địa phương, mà còn mở rộng vòng tay đón ngày càng nhiều du khách quốc tế, mời gọi họ hòa mình vào không khí lễ hội sôi động. Sự kiện quốc khánh mùng 2 tháng 9 đã trở thành một dịp lý tưởng để các du khách quốc tế đắm mình trong không khí lễ hội và cảm nhận tinh thần độc lập và lòng tự hào dân tộc của Việt Nam. Đối với nhiều người, đây là cơ hội quý giá để trải nghiệm và hiểu sâu sắc về một ngày đặc biệt trong lịch sử của đất nước. Các di tích lịch sử lâu đời không chỉ là điểm đến du lịch hấp dẫn, mà còn là nơi mọi người có thể cảm nhận sự kết nối sâu sắc với nền văn hóa và lịch sử của Việt Nam. Ở một khía cạnh khác, trong niềm vui hân hoan đón chào ngày quốc khánh, giới trẻ Việt Nam không ngừng sáng tạo nên những trend đầy ý nghĩa. Các hoạt động nổi bật như vẽ lá cờ Tổ quốc trên mái nhà, khẳng định chủ quyền quốc gia, thể hiện lòng tự hào dân tộc,
thanh niên Việt Nam đua nhau chụp hình kỷ niệm trong trang phục áo dài truyền thống cùng quốc kỳ tại những di tích lịch sử hào hùng. Sự sáng tạo không dừng lại ở đó. Bánh croissant và ly cà phê nhỏ xinh ở các quán ăn cũng được trang trí với màu sắc đỏ sao vàng rực rỡ, tạo nên một không khí lễ hội độc đáo và đáng nhớ. Đặc biệt, các quán cà phê đã bổ sung vào menu những món như ly độc lập, ly yêu nước và ly quốc khánh, mang đến niềm tự hào và tình yêu đất nước ngay cả trong những khoảnh khắc bình dị của bữa sáng. Sự rộn ràng của ngày quốc khánh không chỉ nằm ở các hoạt động kỷ niệm, mà còn ở cách Việt Nam và người dân thành phố này chào đón bạn bè quốc tế, tạo ra một không khí lễ hội đầy màu sắc, nơi mọi người đều có thể cảm nhận niềm tự hào và tình yêu quê hương. Đây là minh chứng rõ ràng cho sự hòa quyện giữa truyền thống và hiện đại, giữa lịch sử và tương lai. Nhiều du khách quốc tế đã bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với cách Việt Nam tổ chức ngày quốc khánh. Với sự trang hoàng tỉ mỉ và không khí lễ hội rực rỡ, họ không chỉ cảm nhận được sự tự hào của người dân Việt Nam mà còn bị cuốn hút bởi sự hòa quyện giữa truyền thống và hiện đại trong dịp lễ này. Những phản hồi tích cực từ du khách quốc tế chứng minh rằng ngày quốc khánh không chỉ là một ngày kỷ niệm trọng đại mà còn là cơ hội để quảng bá văn hóa và tinh thần độc lập của Việt Nam ra thế giới. Các hoạt động sáng tạo và đổi mới của giới trẻ như trang trí bánh croissant và ly cà phê với màu sắc của cờ quốc gia hay tổ chức các sự kiện chụp hình kỷ niệm cho thấy một thế hệ đang tích cực kết nối văn hóa truyền thống với xu hướng hiện đại. Điều này không chỉ tạo nên những trải nghiệm độc đáo và hấp dẫn mà còn truyền tải thông điệp về một Việt Nam đang vững bước trên con đường hội nhập toàn cầu mà không quên giá trị cội nguồn của mình. Sự kết hợp hài hòa giữa lễ hội truyền thống và các yếu tố hiện đại không chỉ thu hút du khách mà còn khẳng định sự phát triển bền vững của đất nước. Sự thành công của ngày quốc khánh không chỉ nằm ở các hoạt động kỷ niệm mà còn ở cách Việt Nam và người dân đã chào đón bạn bè quốc tế. Họ đã tạo ra một không khí lễ hội đầy màu sắc, nơi mà mọi người có thể cảm nhận được niềm tự hào và tình yêu quê hương. Đây chính là minh chứng rõ ràng cho sự hòa quyện giữa truyền thống và hiện đại, giữa lịch sử và tương lai. Nhìn lại, ngày quốc khánh mùng 2 tháng 9 không chỉ là dịp lễ kỷ niệm, mà còn là cơ hội để mọi người từ khắp nơi trên thế giới cùng hòa mình vào không khí lễ hội, cảm nhận sự tự hào và tinh thần độc lập của đất nước. Với những bức ảnh tuyệt đẹp của Marcus, các tác phẩm nghệ thuật ấn tượng của David và những trải nghiệm sâu sắc của các bạn trẻ quốc tế, ngày quốc khánh đã chứng minh rằng nó không chỉ là một ngày đặc biệt trong lịch sử mà còn là một sự kiện hấp dẫn, lôi cuốn và đầy cảm xúc. Dù Việt Nam ngày càng thay đổi và phát triển, những giá trị văn hóa và tinh thần độc lập vẫn mãi là những điểm sáng chói lòa trong lòng mỗi người. Ngày quốc khánh không chỉ là một dịp để nhớ về quá khứ mà còn là một cơ hội để hướng tới tương lai với hy vọng rằng mỗi ngày đều có thể là ngày quốc khánh, ngày của niềm tự hào và tình yêu đất nước. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến giây phút này. Đừng quên bấm like và nhấn nút đăng ký kênh Việt Nam Stronger để ủng hộ mình cũng như cập nhật những tin tức mới nhất về Việt Nam xinh đẹp. Nếu có thông tin gì muốn nghe, muốn xem, hãy bình luận bên dưới để thông tin cho mình biết nha. Mình luôn đón nhận những ý tưởng thú vị từ các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.